bộ đội có súng là cứ đè màn ảnh bắn. Đó nên có những buổi chiếu phim là chúng tôi được phép có bộ đội vào xem là chúng tôi phải thu súng, còn nếu chiếu cho đơn vị bộ đội thì chỉ huy bắt giữ súng lại ở nhà hết mà chỉ được người vào xem không. Và có những cái buổi chiếu phim như vậy, tức là chiếu cái phim nó ở những cái vùng là dân không làm gì được, họ ra họ xô màn ảnh cho đổ đi, để chúng tôi lại phải dựng lại để mà tiếp tục chiếu và giải thích đây là phim chứ không phải là chuyện thật. Không biết. Trường Sơn này. À không, phù vực. Như tớ ba thờ trong ngày vui đại thắng, lời ba thầy thành chiến thắng huy hoàng. 30 năm đấu tranh dành toàn vẹn non sông, 30 năm dân chủ cộng hòa trong chiến ca thành ta. Việt Nam Hồ Chí Minh, Việt Nam Hồ Chí Minh, Việt Nam Hồ Chí Minh, Việt Nam.